Xin chào các bạn, tôi là Hà Thị Thắm, điều dưỡng khoa sơ sinh bệnh viện Vinmec Time City. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử trí sặc sữa cho em bé tại nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện tình trạng của em bé bị sặc sữa. Em bé có thể bị sặc sữa trong quá trình đang ăn hoặc là sau ăn, ngay sau khi ăn. Thì khi mà em bé đang ăn hoặc là ngay sau khi ăn thì chúng ta đang bế em bé hoặc là em bé đang nằm nôi nằm giường gì chẳng hạn. Thì quan sát em bé tự nhiên thấy em bé không thở hoặc là em bé có biểu hiện là tím tái hơn hoặc là có thể là chúng ta nhìn thấy sữa trào ra phần miệng hay là phần mũi của em bé thì rất là nhẹ nhàng chúng ta sẽ dùng cái tay đỡ phần mặt của em bé, từ từ nghiêng em bé ra. Chân sẽ làm điểm tựa, tựa cho em bé và nghiêng em bé, giữ em bé như thế này. Dùng cái tay còn lại để chúng ta vỗ vào phần lưng của em bé. Vỗ xem là sữa nó có trào ra không và em bé có hồng trở lại không, em bé có thở không hay có khóc không. Khi vỗ như thế này, nếu mà thấy sữa tiếp tục trào ra mũi miệng, em bé có hồng hào lại hơn và em bé khóc được thì lúc này các mẹ có thể dùng khăn sữa hay là một cái khăn gì đó vệ sinh miệng cho em bé và như này là em bé đã hoàn toàn được an toàn rồi. Còn nếu như trong tình trạng mà chúng ta vỗ kiểm tra em bé vỗ như thế này, em bé vẫn tiếp tục tím tái, không có thở, không có khóc, môi tím, như vậy là đã xác định là em bé đã bị sặc sữa rồi. Thì các mẹ có thể là nhờ người nhà gọi đến cơ sở y tế gần nhất và đồng thời là sẽ ngồi ở ghế vuông như thế này ạ. Chân, chú ý là hai cái chân của mình sẽ vuông góc, ngồi vuông góc. Tay không thuận, mình sẽ tì lên chân bên không thuận, đỡ em bé nằm sấp trên cánh tay chúng ta. Đây, các mẹ quan sát ạ. Ngón tay cái và ngón út, ngón áp út mình sẽ ôm trọn em bé để giữ. Hai ngón này sẽ chống vào phần cằm. Chứ hai ngón tay này mình sẽ không kẹp vào phần cổ em bé nhé. Không kẹp phần cổ như vậy thì cũng nguy hiểm. Đây, tay mình sẽ để như thế này. Và em bé được nằm trọn trên cái phần cánh tay. Tiếp theo mình sẽ bộc lộ áo của em bé ra để xác định được cái vị trí mình vỗ. Vị trí để vỗ xử trí sặc sữa là nằm trên đường nối giữa hai xương bả vai của em bé, tức là đây ạ. Và khi vỗ thì mình sẽ dùng cái cườm tay như này, lực nghiêng và từ trên xuống dưới, vỗ 5 lần. Tần suất là 1 giây trên 1 lần như này ạ. 1 2 3 4 5. Sau đấy chúng ta sẽ dùng cái động tác như là kẹp sandwich ạ. Lật em bé lên. Mỗi một lần lật em bé lên như thế này đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ đánh giá luôn cái tình trạng của em bé, sắc mặt của em bé, xem em bé đã có hồng hào chưa, có em bé có thở chưa, em bé đã khóc chưa, hoặc là sữa đã trào ra mũi miệng chưa. Nếu như mà thấy em bé đã khóc rồi, đã thở rồi, hồng hào rồi thì chúng ta sẽ dừng luôn cái việc làm xử trí sặc sữa lại và chúng ta sẽ vệ sinh rửa mũi cho em bé. Còn nếu như chưa thấy em bé khóc, chưa thấy em bé hồng hào trở lại thì chúng ta sẽ dùng động tác là ấn ngực cho em bé. Vị trí ấn ngực là đường liên giữa hai lúng vú trên xương ức, dùng hai ngón tay chúng ta ấn. Cũng tốc độ là 1 giây trên 1 lần, 5 lần. 1 2 3 4 5. Vẫn chưa thấy em bé khóc, lại làm động tác kẹp sandwich, lật em bé ngược lại và vỗ tiếp 5 lần nữa. 2 3 4 5. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá em bé, xem là sắc mặt em bé như thế nào, đã hồng hào trở lại chưa, em bé có khóc hay không, hay là vẫn còn tím tái, sữa có được trào ra mũi miệng chưa, hay vẫn chưa thấy gì mà em bé tiếp tục tím tái, thì chúng ta cứ làm như vậy, làm đến 5 chu kỳ và nhanh chóng đưa em bé đến bệnh viện. Trong quá trình sơ cứu sặc sữa cho em bé thì các mẹ thường mắc một số sai lầm như sau và dẫn đến nguy hiểm cho em bé. Thứ nhất là các mẹ chưa đánh giá đúng về vấn đề em bé có bị sặc sữa hay không, hay là em bé chỉ là ngậm sữa hoặc là lúc đấy em bé chỉ bị nhè một chút sữa thôi. Thì khi mà các mẹ thường thường là nhìn thấy sữa trào ra rồi ra mũi hoặc là ra miệng một chút thôi thì đã nghĩ là em bé bị chớ sặc và động tác rất là nguy hiểm. Đấy là các mẹ bế, vội vàng bế dựng em bé lên như này, vỗ thật mạnh. Như vậy thì dẫn đến nguy hiểm là em bé sẽ hít sữa vào trong và làm bít tắc đường thở,
Bởi vì là khi mà bị kích thích, con người ta khi bị kích thích, cái nhịp đầu tiên sẽ là hít vào để lấy oxy. Các em bé cũng vậy, khi mà chúng ta kích thích vào một cái thì em bé sẽ là, động tác sẽ là hít vào. Như vậy rất là nguy hiểm. Cái thứ hai, đấy là có thể là khi mà phát hiện ra cái tình trạng em bé không khóc, không thở, tím, các mẹ búng chân, búng tay hay là một động tác gì đấy để cho em bé giật mình, em bé khóc to lên. Như thế cũng rất nguy hiểm vì là em bé sẽ hít vào trong. Khi mà các mẹ quan sát thấy sữa ra mũi, ra miệng thì đừng vội hoảng loạn. Mà mục đích ở đây là chúng ta có thể là tống hết sữa hoặc dị vật ra ngoài. Cho nên là có thể là trào ra mũi, ra miệng cũng được, không sao cả, miễn là nó không hít vào trong. Sau đấy thì chúng ta vệ sinh mũi miệng cho em bé sau. Cái nữa mà các mẹ thường sai lầm khi mà cái vấn đề mà vỗ là chúng ta không đúng cái tư thế vỗ. Có thể là hay để cao đầu lên vỗ, hoặc là cái lực vỗ nó không đúng, hoặc là mạnh, có thể là mạnh quá thì cũng gây tổn, chấn thương cho em bé. Là vị trí vỗ không đúng, ví dụ như là vị trí đúng của nó sẽ là đường nối giữa hai cái xương bả vai này, và mình dùng cườm tay. Nhưng mà các mẹ không vỗ đúng thì có thể là vỗ bên phần dưới. Như vậy với cái lực mạnh quá thì sẽ gây chấn thương cho em bé. Hoặc là vỗ mình trượt từ dưới lên, trượt từ dưới lên chẳng hạn thế. Như vậy là cũng không đúng, thì cái động tác của mình nó không đạt hiệu quả. Cái vấn đề nữa là khi mà giữ em bé như này để vỗ ấy, thì vô tình các mẹ không để ý đến cái bàn tay của mình. Cái lúc này thì tâm lý của các mẹ là đang rất là lúng túng và đang hoảng loạn. Làm sao để giữ được em bé, để vỗ cho em bé, nhưng chúng ta lại không để ý, vô tình tay của các mẹ để như thế này chẳng hạn, ôm vào em bé như này chẳng hạn. Như vậy là chúng ta đang động tác như này là đang như là bóp cổ em bé đó. Và em bé sẽ không thở được, tím tái mà chúng ta không nhận biết được, mà cứ tiếp tục động tác như thế này, vỗ. Như vậy thì là em bé sẽ bị cản trở đường thở và dẫn đến nguy hiểm cho em bé hơn. Đấy là những cái mà sai lầm mà các mẹ nên chú ý, hết sức chú ý. Bởi vì là cái xử trí giặc sữa này chúng ta sẽ phải làm rất là tốt tại nhà. Còn nếu như mà chúng ta đưa em bé đến bệnh viện thì nó đã là muộn rồi, nhân viên y tế cũng không thể làm gì được nữa. Đây là những cái thao tác mà chúng ta phải cơ bản mà các bà mẹ hay là những người chăm sóc trẻ nên biết và chú ý khi xử trí khi em bé bị nôn chớ và giặc sữa. Hy vọng những thông tin tôi vừa cung cấp có thể giúp các bạn xử trí tốt khi con mình gặp phải vấn đề như là giặc sữa hay hóc dị vật. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.